Đấy, này lại ra vườn tác nghiệp luôn. Luôn. Đúng à, lúc thế là đã phun dễ rồi. Đúng lúc anh đang bóc ra em quay luôn. Phun dễ luôn này này. Dễ luôn này. Cái này giao lưu gì bao nhiêu đây? Ờ, cây này 13. 13 đúng không? 13 củ. 13 củ. Thế còn cái cây kia? Thế còn cái cây mà hạt kia anh? Anh Quỳnh, cái hạt đấy thì bao nhiêu? Anh Quỳnh ơi. Khá mà. Điền này. Cây hạt là đang hỏi cây hạt đằng kia. Cây này có hùng cao, trả rất là cao đấy. Mười mấy rồi đấy. Đang nuôi thùng xốp. Cái vành chậu cũ đó này. Giới thiệu với anh em ở đây đi ra quay cái cổng nhà anh luôn cho nó dễ. Ra quay cái cổng nhà anh luôn. Quay cái cổng nhà anh. Đây. Ô, tháo mất biển rồi. À đây, trên này. Đấy. Đây là vườn cảnh Minh Đức ở chỗ chợ Vạn Phúc, chợ cây Vạn Phúc các anh. Số điện thoại đây. Nhưng mà anh chủ anh tên là Quỳnh. Minh Đức chắc có lẽ là tên cọt. Tôi đi vào cái chỗ. Đây, hôm trước có cái cây hoa giấy khá là hay. Hoa giấy mười mấy triệu đấy các bác, mười mấy triệu đấy, phải hơn chục, nói chung là hơn chục. Đấy, các bác cứ gọi cái số kia. Mới quay đây nhưng mà anh em cứ mạnh dạn hỏi giá thôi, có số rồi thì cứ mạnh dạn hỏi thôi. Đấy, nó rất nhiều lựa chọn các bác. Cái hoa giấy rất là đẹp, giấy tím găng, anh em miền Bắc gọi tím găng, tím Bắc đấy. Thiên nhiên. Thật sự. Trước sang anh ấy chỉnh mấy cái điểm này. Sau về giật lại ngọn này tí cho vui. Những cái đồ này, hoa giấy là làm sướng lắm. Cắt phát là này luôn. Đấy. Cây làm điền. Có bắt được cây nào không bác? À lấy cái sam ạ. Mình từ đâu lên ạ? À. À thế ạ? Vâng. Thế biết nhà bác Quỳnh ở đây trước hay là xem mới biết hả bác? Quỳnh biết. À, biết lâu rồi. Trước là cùng Bắc Tân bên kia. À, rồi rồi. Đấy. Mình vẫn mê mấy đồ sam thiết nhỉ. Đấy chơi hay. Trái. Vâng. Mình sam thì không thích lắm. Sam trái thì giá hơi căng. Nếu mà cây đẹp thì giá hơi căng. Cây sam đấy là vừa giao lưu bao nhiêu đấy bác? Vừa lấy bao nhiêu đấy? Có tiết lộ được không ạ? Hay là... Bây giờ trở về bác? À lại đi luôn hả bác? Thế hay đấy. Đấy. Cái này cũng dì phết đi quê. Dòng xanh quê bút hơi hồng hồng. Rất già rồi. Vào nói chuyện với anh ấy về mấy cái cây mới. À đâu, cây này nhìn quen này, cây này nhìn có vẻ mới. À, cũng là phôi, cắt giật lại
để vào xem đây, cây này cũng gấu này, cây này nuôi được này. Đấy, điền nó khổ sướng ở chỗ này, này. Bè sướng. Cây này đẹp, cây này đẹp. Cây này ông mượn báo 14 triệu. 14 triệu. Nó còn là đang nuôi phôi mà các bác, nhưng nên đến nhìn trực tiếp nó sẽ rõ hơn, nhưng mà khổ kiếp lắc rất là hay rồi. Khổ kiếp lắc rất là hay, đồ mini khá là hay. Cây này là vừa giao lưu với bác kia rồi anh? Cây nào nhỉ? Cây linh sam này này. À, cây linh sam này chứ, bọn mình chỉ có ý thôi. Thế à? Có ý hỏi. Thế mà... Thế mà đồng chí bảo là lấy cây này. Anh ấy ứng giá. Vâng. Có bao giá cho anh em xem cái cây này bao tiền không anh? Như cây này thì rơi vào gần 10 triệu. Gần 10 triệu, rất hợp lý nhỉ? Giá phong tỏa thiên nhiên. Đấy, rất thụ. Bệ dễ này. Lên này. Mình đang xem đây là mặt trải. Vâng, anh cứ xoay từ từ một vòng. Đấy. Còn ở đây mình đang xây dựng là mặt đấy, phải. Đấy, rồi mặt này thuận hơn. Đấy, như này nhìn nó sâu hơn. Tán rất đầy. Đấy, một chút nữa mình dán rêu vào thì các bạn nhìn thì nó thấy nó vâng. Sẽ dễ nhìn hơn một chút nữa. Vâng. Đấy, rêu đây, rêu đây. Đấy. Đứng sau này nó quay nó dễ hơn, đầu tiên hơi ngược sáng. Rất đẹp nhỉ. Đấy. Rêu xanh này. Rêu này là mua đấy chứ anh? À, mình mang từ vườn nhà ra. Ui, bóc được rồi anh? Có chỗ trồng rêu riêng rồi. Vâng, à hay quá. Đây ví dụ như cây xinh xinh này mà anh em muốn mua thì bao nhiêu tiền anh? Cây xanh này này. À, như cây xanh thì 8 triệu. 8 triệu, đấy, xanh năm điền đây. Xanh năm điền. Giá rất hợp lý. Chân viết... Đấy, chân bóng rất đẹp, chậu tàu rất nghệ thuật. Chậu tàu chân, cũ đây. Chậu tàu cũ. Khá hay, em rất thích mấy cái chậu này. Cây dạng láo. Vâng. Rất hay. Đấy. Cũng là một cái cây rất hợp lý cho anh em chọn. Nhiều lắm, nhiều cây rất là rẻ nữa cơ. Còn rất nhiều, nhỏ nhỏ này rất là rẻ. Đấy, hồng ngọc mai này, rất xinh. Đã ăn rêu rất sạch sẽ này, rất nghệ thuật. Đấy, ví dụ như cây này thì bao tiền anh? À, như cái cây là 1 triệu rưỡi. Đấy, 1 triệu rưỡi. Chậu rất xịn đấy, chậu xịn luôn đấy. À, mà cũng vừa mới thu rong và... khá cục cục vào. Đấy, thì độ... cây đẹp, rất nghệ thuật. 2 tháng nữa là đấy. Bóng cực kỳ đẹp. Chậu rất chuẩn, chậu đẹp. Chỉ việc chơi thôi. Đấy, kiểu cảnh che chiếc rất hay. Như xanh ngắt, ngôi làng. Đấy, chơi những cái đồ nhỏ nhỏ này hay lắm. Chứ to mà trực hoặc làng hoặc là cục kịch thì để dành cho thợ chuyên sâu. Anh em mà mới chơi hoặc là chơi ấy thì nên bắt những loại này, hoặc nhà không gian nó nhỏ. Chơi rất hay, nó có hoa. Mà giá nó cũng không bị căng như xanh si mà bây giờ đang sốt bây giờ. Nhưng anh em nào hiểu biết mà mê thì chơi sâu vẫn rất là vui. Bây giờ kiểu công nghệ nó truyền thông nó mạnh quá, ai chơi cũng như chuyên gia cả. Cứ bắt những cái đồ đang hot. Mà nhiều khi nó không cần thiết lắm đâu các bạn. Cây nào xinh xinh chơi là vui rồi. Ai mà chơi chuyên sâu quá thành chuyên gia hết. Cây si lão ở trên kia là bao nhiêu tiền anh? Cây si lão trên ấy là 4 triệu rưỡi. Đấy, 4 triệu rưỡi, quá rẻ. Đấy,
rất là nó hơi cao để đứng xa này tí. Đấy, 1,5 triệu. Đấy, cứ báo thế là anh em sướng. Đẹp đấy, rêu phong chậu chiếc sạch sẽ lắm. Cây nói chung là nhìn sạch sẽ, cây sạch sẽ. Vâng, cây. Đây, đi xa mà. Nguyệt quế cũng rất đẹp đây. Có giá sơ bộ vài cây như vậy. Tường vi. Mai chiếu thủy này chắc nhiều tiền anh nhỉ? Đây này. 34 triệu. Đấy. Cây đẹp đấy. Nhìn đấy. Tán nó đầy một chút nữa là phê đấy. 34 triệu. Đấy, cây này làm chủ đề cho video này đi. Cây rất là đẹp. Nó cao độ chắc cũng độ tầm hơn 40 phân. Cao tầm khoảng 45 phân. Đấy, nu, rất già. Xẹo xếp bo gần hết rồi. À, mẹ. Đấy, các bác. Xanh xi hiện tại đang chiếm ngồi rất mạnh. Xanh xi đang chiếm ngồi rất mạnh. Đấy, cây này cũng rất hay. Cây này mà thấp tí nữa thì tuyệt vời. Chân cẳng nó có dữ liệu. Thấp tí nữa thì tuyệt vời. Cũng ba vai này. Cũng rất thiên nhiên này. Đấy, thấp tí nữa thì tuyệt vời. Cây này hôm trước báo giá 18 triệu đây. Đấy các bác, nhiều cây lắm. Trên kia còn có rất nhiều này, đa xanh này. Đấy, mấy cây này thì phôi nuôi không nhìn rõ được. Nhưng mà cây này sau làm cây làng đẹp. Tự nhiên phải nuôi. Làm chân nuôi. Đấy các bác. Các bác cứ mạnh dạn là thích thì cứ alo nhé. Anh Quỳnh anh rất là hiền lành này. Mua được thì mua, chẳng mua chẳng sao cả. Tôi ra chơi rất nhiều, tôi chưa mua được cây nào của anh. Chưa mua cây nào chứ không phải chưa mua được. Nhưng mà sắp tới có vẻ như hôm nay là sẽ múc được. Mấy hôm nay không đi múc được cây nào rất khó chịu. Này nuôi lên được. Nuôi tương lai nuôi lên được. Cái lực nó khỏe, cái cỡ này. Cỡ này. Đấy, đi một vòng rồi, lại quay lại cái chỗ này rồi. Quay lại cái cây này. Đấy, làm cây ba vai cũng được. Một vai đây à, đây là ngọn này. Cái này đục rõ đi một tí nữa thì nó rõ cái vai này hơn. Đấy, rồi. Ok. Tối nay các bác lại chờ đón xem video nhá. Cây này cũng được. Bác nào mà chịu khó nuôi lấy về nuôi được, chân bệ nó rất là ok. Tất nhiên mình phải, nếu mà mình chơi thì tôi không nói. Các bác nào mà tính thương mại mà trường vốn nó lấy về được, trường vốn coi như mình bỏ nó đấy đi, nó không bị lỗ đâu các bác. Những cây mà chất liệu nó tốt rồi nó không bị lỗ đâu. Có điều mình có chịu được quẳng tiền nó đấy không. Đấy. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.